Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Khoảng 20.000 người đã tham dự cuộc vận động tranh cử gần đây của ứng cử viên Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại thành phố Clarkston, bang Georgia. Sự kiện có sự góp mặt của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như huyền thoại nhạc rock Bruce Springsteen và đạo diễn Tyler Perry cuộc vận động này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mỹ bà harris đang nỗ lực tận dụng danh tiếng của những người nổi tiếng để lôi kéo cử tri ở các bang giao động về phần mình cựu tổng thống barack obama đặc biệt nhấn mạnh đến xuất thân gần gũi của phó tổng thống harris trong đó có việc bà từng làm thêm cho nhà hàng mcdonald trong thời gian học đại học như một cách thể hiện sự tương phản với sự giàu có của ứng cử viên đảng cộng hòa ông donald trump đây cũng là lần đầu tiên ứng cử viên đảng Dân Chủ xuất hiện trên đường đua vận động tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama. Cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris tại Clarkston phản ánh vai trò quan trọng của cử tri gốc Phi ở bang Georgia. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang đẩy mạnh sự hiện diện của các ngôi sao da màu trong những ngày chạy nước rút. Với sự xuất hiện của nam diễn viên Samuel Jackson và các đạo diễn Spike Lee và Tyler Perry giúp hâm nóng đám đông. Trong khi đó, theo cuộc thăm dò gần đây của YouGov, Khoảng 27% người Mỹ tin rằng một cuộc nội chiến có thể xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cử tri của cả hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đều bày tỏ mối lo ngại này. Cũng theo thăm dò của YouGov, 6% người được hỏi khẳng định sẽ nổ ra nội chiến. 21% cho rằng có thể xảy ra nội chiến. Cử tri ủng hộ của Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ đều cho rằng kết quả bầu cử có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị, thậm chí là nội chiến các cử chỉ ủng hộ ông Donald Trump cho rằng bạo lực sẽ nổ ra nếu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa một lần nữa bị đánh bại với kết quả không thuyết phục. Về phía bà Harris, những người ủng hộ Đảng Dân Chủ cũng đưa ra một cảnh báo tương tự. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ. Khoảng 84% người được hỏi đồng ý rằng nước Mỹ không còn đoàn kết so với 2 năm trước. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ có phần sụt giảm, Phó Tổng thống chưa tổ chức bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào trong những ngày qua. Thay vào đó tập trung vào hai cuộc phỏng vấn trực tiếp VNBC News và Telemundo cùng một sự kiện được tổ chức bởi CNN. Theo kế hoạch, bà Kamala Harris sẽ đến thăm Texas, một bang đỏ nơi bà gần như không có cơ hội chiến thắng nào. Nhưng một chuyến đi đến một tiểu bang trung thành với Đảng Cộng hòa trong hai tuần tranh cử cuối cùng dường như là một quyết định không mấy khôn ngoan. Ngoài ra, bà Harris cũng bắt đầu tuần mới bằng chuyến đi kéo dài một ngày đến các tiểu bang bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cùng với cựu dân biểu Đảng Cộng Hòa Liz Cheney. Bỏ qua xung đột ở Trung Đông, có lý do để bà Harris tiếp tục các kế sách tranh cử có phần gây tranh cãi. Những người ủng hộ Đảng Dân Chủ tin rằng lời kêu gọi của bà đối với nhóm cử tri Trung Dung có thể giúp đảng này giành thêm nhiều lá phiếu và tránh lặp lại câu chuyện bầu cử năm 2016 khi bà Hillary Clinton thua ông Trump với kết quả gây sốc. Sóng phát thanh ở các tiểu bang chiến trường có thể gặp vài sự cố, vì vậy chiến dịch của bà Harris phải tận dụng mọi nguồn lực có thể để thuyết phục nhóm cử tri này đi bỏ phiếu bao gồm các nền tảng truyền thông phi truyền thống và các cuộc vận động tranh cử ở những bang trung thành với đảng đối lập. Bà Harris cũng tiếp tục nhắc đến những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump để nhắc nhở những cử tri ôn hòa không đưa cựu tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Israel cho rằng đây là một chiến lược mạnh mẽ vào những ngày cuối cùng trên chặng đường tranh cử. Quyết định đến Texas của bà Harris trong giai đoạn nước rút cũng có thể được coi là nỗ lực nhằm khôi phục đà tiến triển từng giúp đảng Dân Chủ có kết quả bầu cử giữa kỳ tốt hơn mong đợi vào năm 2022, chỉ vài tháng sau khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade. Phụ nữ sinh sống ở khu vực ngoại ô đặc biệt ủng hộ đảng Dân Chủ trong vấn đề tự do sinh sản. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vẽ nên viễn cảnh luật cấm phá thai của Texas có thể được áp dụng trên toàn nước Mỹ trong trường hợp ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Và tất nhiên đó là viễn cảnh mà nhóm cử tri nữ ở đây không mong muốn. Ông Jim Messina, cựu giáo đốc chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Obama, chia sẻ với báo giới rằng chiến dịch của bà Harris sẽ tập trung vào nhóm nhân khẩu học quan trọng này trong nỗ lực phút chót nhằm vận động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Messina nói, bà Harris đang xuất hiện liên tục trước cử tri, tập trung vào một số nhóm nhất định mà bà ấy cho là quan trọng trên con đường giành chiến thắng. Cử tri Mỹ gốc Phi, cử tri Mỹ gốc Latin và các cử tri trẻ. Phó tổng thống cũng mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm cử tri nữ ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, tất cả những động thái đó đều diễn ra vào thời điểm ông Trump nhận được tín hiệu khả quan trong các cuộc thăm dò dư luận xóa bỏ vị thế dẫn đầu của đối thủ Harris tại các tiểu bang chiến trường quan trọng. Tỷ lệ ủng hộ bà Harris từng tăng mạnh trong thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ hoặc sau cuộc tranh luận duy nhất của bà với ông Trump, cuộc tranh luận mà bà được cho là đã giành chiến thắng. Giới quan sát cho rằng bà Harris đã nỗ lực nối dài tuần trăng mật tranh cử của mình trong nhiều tháng, nhưng có vẻ như tuần trăng mật lại khép lại vào thời điểm ít ai mong đợi nhất, chặng cuối trên đường đua vào nhà trắng. Và chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa để ứng viên đại diện Đảng dân chủ đảo ngược tình thế với một chiến lược tranh cử có phần gây tranh cãi như hiện nay. Tỷ phú Elon Musk đã chi thêm khoảng 44 triệu đô la Mỹ cho nhóm hành động chính trị ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trong nửa đầu tháng này. Trong bối cảnh người đàn ông giàu nhất thế giới gia tăng nỗ lực tiếp sức cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong chặng đua nước rút vào Nhà Trắng. Khoản tiền này được nêu trong báo cáo của Ủy ban Hành động Chính trị American PAC gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang. Báo cáo trước đó cho thấy tỷ phú Elon Musk chuyển cho nhóm này khoảng 75 triệu đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. American PAC tập trung vận động cử tri ở các bang cạnh tranh quyết liệt, có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Ủy ban này công bố đã chi 47 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 10. Chiến dịch tranh cử của ông Trump phần lớn phụ thuộc vào các nhóm ủng hộ bên ngoài để vận động cử tri. Điều đó có nghĩa là America PAC sẽ đóng vai trò rất lớn trong cuộc bầu cử, được dự đoán rất xích sao giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Các khoản tài trợ của ông Musk đã biến ông trở thành nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Trong những tuần gần đây, tỷ phú Elon Musk đã làm mọi cách để ủng hộ ông Donald Trump bao gồm quyên tiền và xuất hiện tại các cuộc vận động tranh cử. Trước đó, ông Trump cho biết sẽ bổ nhiệm ông Musk làm bộ trưởng cắt giảm ngân sách nếu ông thắng cử vào ngày mùng 5 tháng 11 tới. Trong khi gần đây, ông Musk cũng đang vướng tranh cãi vì hứa sẽ tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cử tri bất kỳ đủ điều kiện cho tới ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, động thái nhằm thu hút sự ủng hộ cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Theo giới quan sát, bằng cách ủng hộ ông Trump và công khai bày tỏ lập trường về nhiều vấn đề chính sách, tỷ phú Elon Musk đang từng bước dấn sâu hơn vào chính trị. Hoạt động chính trị của tỷ phú Elon Musk đã tạo thêm mối quan hệ phức tạp giữa tiền bạc, quyền lực và tầm ảnh hưởng trong chính trị Mỹ. Sự ủng hộ nhiệt thành mà ông dành cho cựu tổng thống Trump và nguồn tài trợ lớn đã đưa ông đi đầu về truyền thông chính trị đường đại, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi theo các nhà phân tích. Ông Elon Musk nói về ván cờ của bản thân trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi trả lời phỏng vấn trên Fox News: "Nếu ông Trump thua, tôi tiêu đời". Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo nhóm hành động chính trị của tỷ phú Elon Musk về việc trao 1 triệu đô la Mỹ cho những cử tri đã đăng ký ở các tiểu bang chiến trường. Theo đó, việc tổ chức rút thăm trúng thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ của ông Musk dành cho các cử tri có thể vi phạm luật liên bang. Ông Musk, người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và đăng chi hàng triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ông Trump tranh cử, gần đây công khai giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ do Ủy ban hành động chính trị của ông trao tặng nhằm mục đích tăng số lượng cử tri đăng ký ở các tiểu bang có sự cạnh tranh gay gắt. Lời hứa ban đầu của ông Musk về việc trả thưởng cho những cử tri đăng ký ngay lập tức làm dấy lên mối lo ngại từ các chuyên gia luật bầu cử và một số quan chức tiểu bang, những người đặt câu hỏi liệu lời hứa đó có vi phạm luật hay không. Luật liên bang cấm trả tiền cho những người đăng ký bỏ phiếu, ngôn ngữ trong bản kiến nghị của Musk hiện hứa hẹn giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho những người ký được chọn ngẫu nhiên, nhưng để ký vào bản kiến nghị, bạn phải đăng ký bỏ phiếu ở các tiểu bang cụ thể. Thư từ bộ phận liêm chính công của Bộ Tư pháp nơi điều tra các hành vi vi phạm luật liên quan đến bầu cử được gửi đến Ủy ban hành động chính trị của ông Musk theo những người được thông báo về vấn đề này. Ông Musk cho biết khi công bố cuộc rút thăm trúng thường tại một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ở Hattiesburg, Pennsylvania, Chúng tôi muốn cố gắng để có được hơn 1 triệu, có thể là 2 triệu cử tri ở các tiểu bang chiến trường ký vào bản kiến nghị. Vào ngày thứ hai của cuộc rút thăm trung thường, nhóm của Musk mô tả số tiền này là khoản thanh toán cho một công việc. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, nhóm này cho biết những người chiến thắng sẽ được chọn để kiếm 1 triệu đô la Mỹ với tư cách là người phát ngôn cho nhóm và sau đó đăng các video chứng thực ủng hộ Trump có sự góp mặt của những người chiến thắng. Tuy nhiên, một số chuyên gia về luật bầu cử chỉ ra rằng phần chữ nhỏ trên trang web của nhóm giải thích về các điều khoản chính thức không thay đổi. Chỉ những người ký đơn kiến nghị mới có thể giành được giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ và những người ký phải là cử tri đã đăng ký của bang Arizona, Michigan, Georgia, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania hoặc Wisconsin. Thăm dò dư luận trước bầu cử Mỹ của Raphael and Wilton Starrich cho thấy Tỷ lệ các cử tri ủng hộ tổng thống Donald Trump, phản đối Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine cao hơn nhiều so với các cử tri ủng hộ phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris. Cụ thể, khảo sát cho thấy, cử tri có khả năng ủng hộ bà Harris muốn Mỹ duy trì sự ủng hộ cho đến khi Ukraine giành chiến thắng đã tăng từ 40% vào tháng 7 lên 53% trong cuộc thăm dò gần đây nhất. Trong khi đó, 29% cho rằng Mỹ nên xem xét lại mức độ ủng hộ, chỉ 6% muốn chấm dứt viện trợ và 12% không bày tỏ quan điểm. Tỷ lệ ủng hộ duy trì viện trợ trong cuộc thăm dò vào tháng 7 chỉ ở mức 40%. Ở chiều ngược lại, các cử tri ủng hộ ông Trump, tỷ lệ ủng hộ duy trì viện trợ là 21%, trong khi có tới 41% muốn xem xét lại mức độ ủng hộ, 26% muốn chấm dứt viện trợ và 13% không bày tỏ quan điểm. Nhận định về tình hình, ông Philip Van Sochinga, giám đốc nghiên cứu của Redfield cho biết có thể cử tri Mỹ không nhận ra, nhưng mọi cuộc bầu cử của Mỹ kể từ năm 2012 đến nay đều có liên quan đến tương lai của Ukraine. Cuộc bầu cử lần này cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi cử tri ủng hộ bà Harris và cử tri ủng hộ ông Trump có quan điểm rất khác nhau về cách tiếp cận của Mỹ với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Sochenka cũng nói rằng tỷ lệ cử tri nam giới ủng hộ Ukraine cao hơn, tương đương 40% so với nữ giới là 29%, trong khi phần lớn 43% thế hệ bùng nổ dân số, những người sinh năm 1946 đến 1964 có cùng quan điểm này. Cuộc thăm dò vào tháng 10 cho thấy 16% cử tri muốn Mỹ dừng hỗ trợ ngay lập tức. Tỷ lệ này trong 16 tháng tiến hành thăm dò dao động ở mức 14 đến 17%. Các cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng 1 phần 3 tổng số cử tri Mỹ tin rằng Mỹ nên duy trì ủng hộ Ukraine cho đến khi Nga bị đánh bại. Tỷ lệ này không thay đổi nhiều trong hơn một năm qua. Cụ thể, Khoảng 34% số người được hỏi đồng ý rằng Mỹ nên tiếp tục ủng hộ Kiev cho đến khi Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, tăng nhẹ so với mức 31% vào tháng 9. Tỷ lệ này đạt mức cao nhất vào tháng 3 năm nay, lên tới 39%. Nhưng nhìn chung, trong 16 tháng mà Redfield thực hiện cuộc thăm dò, tỷ lệ thường chỉ thay đổi quanh mức 31 đến 35%. Trong cuộc thăm dò, cử tri Mỹ cũng được hỏi rằng, bảo vệ Ukraine có quan trọng đối với lợi ích của Mỹ hay không? Đáp lại, ông Sochinga cho biết, khoảng 45% số người được hỏi luôn đồng ý với điều này, trong khi từ 15 đến 20% không đồng ý. Trong số các cử tri ủng hộ bà Harris, 66% trả lời là có, trong khi chỉ có 34% cử tri ủng hộ ông Trump có quan điểm tương tự. Từ đó, Redfield and Strategy cho rằng, trong ba cuộc bầu cử trước, phần lớn cử tri Mỹ không biết là phiếu của họ có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine nhưng lần này, họ có thể sẽ bỏ phiếu chọn ứng viên tổng thống có chung quan điểm với mình. Vì vậy, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể sẽ ảnh hưởng tới xung đột Ukraine. Bổ sung về vấn đề, ông Dan Cowell, giáo sư danh dự về khoa học chính trị tại Đại học Pepperdine, California cho biết, quan điểm của người Mỹ về xung đột và chiến tranh quốc tế thay đổi tùy thuộc theo các biến số, bao gồm đảng phái, chủng tộc, giới tính, dân tộc và thế hệ. Ông Cowell phân tích, thế hệ Millennials những người sinh trong khoảng từ năm 1981 đến 1996 và Gen Z, những người sinh trong khoảng từ 1997 đến 2012, ít có khả năng ủng hộ, gửi viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine hơn so với thế hệ im lặng, những người sinh trong khoảng từ năm 1928 đến năm 1945 và thế hệ bùng nổ dân số. Tuy nhiên, khuynh hướng chính trị là yếu tố dự báo mạnh nhất về thái độ đối với Ukraine và điều này thể hiện rõ ràng trong lập trường của mỗi ứng cử viên Tổng thống. Theo RT, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Kazan của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bất kỳ lời đe dọa nào chống lại Nga sẽ chỉ khiến Moscow mạnh hơn. Tổng thống Putin nói đáp lại thông tin rằng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đánh bom Moscow rằng các vị có thể đe dọa bất cứ ai nhưng đe dọa Nga là điều vô nghĩa vì điều này chỉ khiến chúng tôi mạnh hơn. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho hay, ông không nhớ đã có cuộc trò chuyện như vậy với ông Trump, đồng thời cho rằng những bình luận như trên là lối nói chuyện bình thường trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Ông Putin cho biết, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn căng thẳng. Tôi cho rằng các bạn không nên coi trọng tuyên bố của bất kỳ ai quá mức. Cách đây ít lâu, chia sẻ với tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump nhắc tới một cuộc trò chuyện mà ông được cho đã tiến hành với ông Putin khi ông còn giữ chức Tổng thống Mỹ. Theo ông Trump, ông đã nói với Tổng thống Putin rằng nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ sẽ khiến ông nếm đòn đau và ở ngay giữa Moscow. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Trump đã nhiều lần tuyên bố cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông vẫn tại vị sau năm 2020. Ông cũng cho biết sẽ tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng vài ngày sau khi ông tái đắc cử. Hồi cuối tháng 9 năm nay, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc chính quyền kế nhiệm khiến Mỹ xa lầy vào xung đột ở Ukraine. Đồng thời ông cũng cam kết sẽ giúp nước Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột này nếu tái đắc cử. Cụ thể, ông Trump nói, chúng ta sẽ mắc kẹt trong cuộc xung đột này trừ khi tôi là Tổng thống. Tôi sẽ chấm dứt nó, đưa chúng ta ra ngoài. Tôi sẽ đàm phán. Chúng ta phải ngừng liên quan đến vấn đề này. Theo đó, ông Trump cho biết, nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống ukraine volodymyr zelensky để buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột nếu moscow từ chối mỹ sẽ cung cấp nhiều vũ khí hơn cho ukraine ngược lại nếu kiev từ chối mỹ lập tức cắt viện trợ cho ukraine tuy nhiên cả nga ukraine và giới chức phương tây đều hoài nghi về khả năng giải quyết xung đột ukraine của ông một số ý kiến cho rằng nếu ông trump đắc cử mỹ sẽ giảm hoặc cắt viện trợ cho ukraine Ông Trump từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Báo New York Times mới đây đăng bài phỏng vấn ông John Kelly, cựu tránh văn phòng tổng thống Mỹ dưới thời ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tại đây, ông Kelly bất ngờ kêu gọi cử tri Mỹ cần nhắc kỹ trước việc có bầu cho ông Trump hay không, vì ông có góc nhìn gây tranh cãi trong nhiều vấn đề quan trọng nổi bật trong đó theo ông kelly là việc cựu tổng thống mỹ hội tụ đủ tiêu chí của một người phát xít thậm chí ông kelly còn khẳng định ông trump từng nhiều hơn một lần dành những lời có cánh cho độc tài adolf hitler chia sẻ trên đài cnn cựu bộ trưởng bộ quốc phòng của ông trump ông mark esper cũng khẳng định khó có thể nói rằng ông trump không phải là một người phát xít điểm chung của cả hai nhân vật trên đều là cựu tướng lĩnh hoặc công tác trong lĩnh vực quốc phòng ông kelly là một đại tướng thủy quân lục chiến đã về hưu trong một bài đăng trên mạng xã hội chút social, ông Trump đã bác bỏ những phát ngôn của ông Kelly mà cựu tổng thống cho là sai sự thật. Ông Trump cho rằng ông Kelly là kẻ thoái hóa khi đã bịa ra những câu chuyện xuất phát từ lòng căm ghét ông, đồng thời khẳng định những câu chuyện mà ông Kelly kể là lời nói dối. Ông Trump viết: "Mặc dù tôi không nên lãng phí thời gian với ông ấy, nhưng tôi luôn cảm thấy cần phải đáp trả để theo đuổi sự thật. Ông John Kelly là một vị tướng tồi, đó là người mà tôi không muốn nghe lời khuyên khi ở nhà trắng." Những bình luận của ông Kelly và ông Esper nhanh chóng được Phó Tổng thống Kamala Harris tận dụng để chỉ trích ông Donald Trump trước cử tri. Khi được hỏi bà có tin ông Trump là một người phát xít trên đài CNN, bà Harris khẳng định, có, tôi tin là thế. Vừa qua, tờ giờ Times của Anh đưa tin, Israel đã buộc phải hoãn cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng vào Iran sau khi thông tin chi tiết về kế hoạch bị dò gì từ Mỹ. Trích dẫn một nguồn tin tình báo nằm rõ các cuộc thảo luận của Israel, giờ Times đưa tin Tel Aviv lo ngại dù không có mục tiêu tiềm năng nào được nêu tên trong tài liệu bị rò gì, nhưng các chi tiết được cung cấp có thể giúp Iran dự đoán một số hình thức tấn công nhất định. Theo nguồn tin, Israel đã thiết lập kế hoạch thay thế nhưng cần phải tập duyệt trước khi tiến hành. Nguồn tin hé lộ, vụ rò rỉ các tài liệu của Mỹ đã làm chậm cuộc tấn công do cần phải thay đổi một số chiến lược và thành phần. Sẽ có một cuộc trả đũa nhưng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Được đánh dấu là tuyệt mật, các tài liệu này lần đầu xuất hiện trực tuyến vào ngày 18 tháng 10 trên ứng dụng nhắn tin Telegram và nhanh chóng lan truyền trên các kênh phổ biến với người Iran. Ngày 22 tháng 10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết giới chức đang điều tra việc công bố trái phép các tài liệu tuyệt mật về các kế hoạch mới nhất của Israel cho cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng. Phát biểu với các phóng viên tại Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết không có bằng chứng cho thấy bất kỳ nhân viên nào của văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng đang bị điều tra về vụ giao gì. Về phần mình, Tehran đã chuẩn bị cho cuộc trả đũa của Tel Aviv. Trước đó, Iran đã khai hỏa khoảng 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Cuộc tấn công đã khiến hầu hết người dân phải vào hầm trú bom. Một người đàn ông Palestine ở bờ Tây thiệt mạng với nhiều thiệt hại ở các khu dân cư và căn cứ quân sự. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết cuộc tấn công không gây tác động nào. Ngày 23 tháng 10, phát biểu trong cuộc gặp các phi công và binh sĩ Israel tại căn cứ không quân Hadzirim, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan tuyên bố nước này vẫn sẽ không từ bỏ nỗ lực đáp trả Iran. Ông Galan nói, sau khi chúng ta tấn công Iran, mọi người sẽ hiểu được những gì các bạn đang làm trong nỗ lực chuẩn bị và huấn luyện. Bất kỳ ai từng mơ mộng đánh bại và tấn công chúng ta vào một năm trước đều phải trả giá đắt và họ sẽ không còn có thể mơ mộng nữa. Trong nhiều năm qua, Israel cũng đã tổ chức một số cuộc tập trận lớn, mô phỏng các cuộc tấn công tầm xa vào Iran để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Tehran. Đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng hành động trả đũa của Israel sẽ không bao gồm các cuộc tấn công vào các địa điểm phi quân sự. Trước đây, Israel được cho là đang cân nhắc các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc các địa điểm hạt nhân của Iran. Cả hai đều bị Mỹ phản đối vì khả năng căng thẳng hơn nữa, bao gồm cả các cuộc trả đũa của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Israel hoặc các quốc gia khu vực khác liên kết với phương Tây. Tờ Thời báo Israel cho biết, quân đội và cơ quan tình báo Bet của Israel vừa qua thông báo đã hạ Muhammad Abu Atawi, chỉ huy lữ đoàn Burais của lực lượng biệt kích Nukba thuộc Hamas trong một cuộc không kích ở giải Gaza. Ông Atawi chỉ huy nhóm tấn công một nơi trú bom gần lễ hội âm nhạc Nova ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo phía Israel, ông Atawi là nhân viên của cơ quan cứu trợ và công tác Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine tại vùng cận đông. UNOA từ tháng 7 năm 2022. UNOA đã xác nhận việc ông Attawi là nhân viên của cơ quan này và đã thiệt mạng ngày 23 tháng 10. Tuy vậy, UNOA không đề cập tới cáo buộc cho rằng ông Attawi là chỉ huy của Hamas. Ở một diễn biến liên quan, Israel những tuần gần đây liên tục bị cáo buộc tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL. Những vụ việc này gây ra phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế và đang làm ảnh hưởng uy tín của Israel. Việc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban liên tục trúng đòn tấn công từ Israel đã vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế. 40 quốc gia đồng góp binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột đảm bảo an ninh và an toàn cho nhân viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban để họ có thể tiếp tục công tác hòa giải và hỗ trợ cho hòa bình và ổn định. Tây Ban Nha, Pháp và Italia cũng ra tuyên bố chung, chỉ trích các cuộc tấn công chúng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban là không thể biện minh được. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Israel phải ngừng hoàn toàn các cuộc tấn công chúng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, đã gọi điện cho người đồng cấp Israel, Yoav Gallant để nêu lên mối quan ngại của Mỹ về các cuộc không kích vào vị trí của cơ quan Liên hợp quốc. Hiện nay, Israel đang đương đầu cuộc chiến đa mặt trận gồm chống Hamas ở giải Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen, lực lượng dân quân thân Iran ở Syria và Iraq. Vụ tập kích tên lửa của Iran cũng châm ngòi căng thẳng giữa Israel và Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, hồi đầu tháng 10 tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là người không được chào đón, đồng nghĩa bị cấm nhập cảnh vào Israel, cáo buộc ông ủng hộ Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran và sẽ là nỗi hổ thẹn trong lịch sử Liên Hợp Quốc nhiều thế hệ tới. Động thái của Israel đã vấp phải sự phản đối chỉ trích của nhiều nước trên thế giới. Giờ đây, Israel tiếp tục gia tăng căng thẳng với Liên Hợp Quốc khi binh sĩ nước này nã đạn vào ít nhất 3 vị trí của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban. Theo nhận định của tờ New York Times, mặc dù quân đội Israel tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể năng lực của Hamas, nhưng nhóm vũ trang này vẫn bất bại, đặc biệt ở phía bắc giải Gaza. Bất chấp việc các chỉ huy cấp cao bị hạ sát, Hamas vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả theo chiến thuật du kích. Việc đại tá Esan Daksa, chỉ huy lữ đoàn thiết giáp 401 của Israel, mới đây thiệt mạng do một quả bom được cài sẵn ở thành phố Jabalia, phía bắc giải Gaza, chứng minh sức kháng cự dai dẳng trong hơn một năm qua của Hamas trước Israel, kể cả sau cái chết gần đây của thủ lĩnh Zahia Zinwa. Theo các binh sĩ Israel và giới quan sát, những thành viên còn lại của Hamas hiện tránh giao tranh trực diện với đối phương, chủ yếu ẩn náu trong các tòa nhà đổ nát và mạng lưới địa đạo rộng lớn, phần lớn hệ thống hầm ngầm vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp nỗ lực tìm kiếm và vô hiệu hóa của quân đội Israel. Các tay súng Hamas chỉ xuất hiện chớp nhoáng theo từng nhóm nhỏ để cài bẫy, tấn công thiết giáp Israel bằng mìn hoặc vũ khí chống tăng, sau đó rút về hệ thống đường hầm. Một số binh sĩ Israel nói rằng các tay súng Hamas còn giải cờ, quần áo hoặc thẻ căn cước tại nhiều khu vực nhằm dẫn dụ đối phương tiến vào những nơi bị cài mìn hoặc có phục kích. New York tham cách tiếp cận đánh nhanh rút gọn, quy mô nhỏ của Hamas đã cho phép nhóm tiếp tục gây thiệt hại cho Israel, đồng thời tránh bị loại bỏ hoàn toàn ngoài ra kho thiết bị nổ và vũ khí hàng nhẹ cũng được hamas sử dụng để gây tổn thất quân sự cho israel ông salah antin al awade cựu thành viên hamas kiêm nhà phân tích sống ở thổ nhĩ kỳ nói rằng mặc quần áo dân thường là cách thức hợp pháp để tránh bị đối phương phát hiện chiến thuật du kích của hamas đang phát huy hiệu quả và rất khó để khuất phục họ kể cả trong ngắn hạn hay dài hạn Tuy nhiên theo đánh giá, không phải lúc nào chiến thuật du kích cũng bảo vệ được thành viên Hamas, nhất là khi họ bị các đơn vị Israel phát hiện và bao vây, chặn đường rút lui như trong vụ hạ sát thủ lĩnh qua Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng cái chết của ông Zahia qua sẽ ít ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu của Hamas ở miền Bắc Gaza, cũng như càng thúc đẩy nhóm vũ trang cải thiện chiến thuật du kích để bảo toàn lực lượng và gây tối đa thiệt hại cho quân đội Israel. Hezbollah thông báo phá hủy hai xe tăng Israel trong các trận đụng độ ở một ngôi làng biên giới Liban. Cụ thể, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban cho biết, các thành viên của chúng tôi đã giao tranh dữ dội với binh sĩ Israel ở làng Aita al gần biên giới. Khi đối phương điều một xe tăng Merkava đến tiếp viện, các tay súng đã sử dụng vũ khí thích hợp để tấn công, khiến nó cháy rụi. Hezbollah trước đó tuyên bố phá hủy một xe tăng Merkava tại cùng khu vực trong trận đụng độ lúc bình minh nhóm vũ trang Liban chưa công bố hình ảnh về trận đánh này. Merkava của Israel được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng mạnh nhất trên thế giới, được mệnh danh là vua chiến trường. Không giống những xe tăng khác, Merkava có động cơ và hệ thống chuyển động đặt ở phía trước xe, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn cho các thành viên trong xe khỏi hỏa lực trực diện, đồng thời tăng không gian ở phía sau xe tăng. Tháp pháo của Merkava hoạt động bằng điện thay vì chất lỏng thủy lực có thể gây nguy hiểm Xe tăng này được trang bị hệ thống điều khiển điện tử và vũ khí được đặt trong một thiết bị chống đạn để giảm rủi ro phát nổ. Merkava có súng M68 cỡ nòng 105 mm. Bên cạnh đó, Merkava có 3 súng chính gồm súng máy cỡ nòng 7,62 mm và 2 súng máy bổ sung cỡ nòng 12,7 mm và 7,62 mm. Xe tăng Merkava có thể hạ các mục tiêu di động phức tạp và đã chứng tỏ khả năng bắn trúng cao vào các máy bay trực thăng tấn công. Xe tăng Merkava còn được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động APS Trophy với khả năng phát hiện và xác định các mối đe dọa từ đạn và tên lửa chống tăng. Bên cạnh đó, hệ thống này cho phép kíp lái xe tăng chủ động chiến đấu hơn trong khi vẫn đảm bảo an toàn. Trước tuyên bố của Hezbollah về việc phá hủy một xe tăng Merkava, lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin, nhưng thông báo binh sĩ tác chiến ở miền Nam Liban đã phát hiện một kho vũ khí dưới hầm ngầm của Hezbollah. Hầm ngầm còn có giường, tủ đồ, thực phẩm cùng nhiều thiết bị. Theo IDF, Địa điểm này được đặc nhiệm tinh nhuệ Radwan của Hezbollah sử dụng để làm bàn đạp tấn công Israel. Vừa qua, một phái đoàn từ phong trào Hamas đã đến Cairo của Ai Cập để thảo luận với các quan chức an ninh địa phương về tình hình tại giải Gaza trong nỗ lực ngăn chặn gia tăng xung đột. Cuộc họp này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Ai Cập nhằm khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel với mục tiêu cải thiện tình hình nhân đạo và an ninh tại khu vực. Một quan chức cấp cao của Hamas đã thông báo, phong trào này sẵn sàng ngừng chiến đấu tại Gaza với điều kiện là Israel phải đáp ứng các yêu cầu như ngừng bắn, rút quân khỏi Gaza, đồng ý trao đổi tù nhân và mở đường cho viện trợ nhân đạo. Trước đó ngày 22 tháng 10, Ai Cập đã đề xuất một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và trao đổi tù nhân giữa hai bên nhằm tạo tiền đề cho một thỏa thuận toàn diện hơn trong tương lai. Ai Cập cũng cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza cung cấp viện trợ để giảm bớt đau khổ do cuộc xung đột gây ra tại Doha, thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani cho biết, Qatar đang phối hợp với Mỹ và Ai Cập nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, đồng thời đàm phán trao đổi tù nhân. Theo truyền thông Israel, giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel, David Bani cũng tới Doha để khởi động lại các cuộc đàm phán về việc thả con tin và ngừng bắn. Ngày 24 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự hoan nghênh trước nỗ lực của Ai Cập trong việc thúc đẩy thỏa thuận cứu con tin. Ông Netanyahu cho biết, các quan chức cấp cao Israel đã tổ chức nhiều cuộc họp tại Cairo nhằm thảo luận về vấn đề này. Cùng thời điểm, nhóm diễn đàn gia đình con tin và người mất tích Israel đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu và Hamas sớm đạt được thỏa thuận giải phóng con tin, nhấn mạnh rằng thời gian dành cho các con tin đang cạn dần. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Hamas nhằm chấm dứt thảm họa nhân đạo này. Cùng với đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gửi một bức thư dài 4 trang yêu cầu các quan chức Israel phải thực hiện biện pháp cụ thể để giải quyết tình hình tồi tệ ở Gaza trong vòng 30 ngày. Các bước bao gồm cho phép tối thiểu 350 xe tải thông hành mỗi ngày, tạm dừng chiến tranh để thực hiện các hoạt động viện trợ và hủy bỏ các lệnh sơ tán người dân Palestine khi không triển khai các cuộc tấn công. Những yêu cầu mà Mỹ đưa ra nhằm tuân thủ mục 620i của Đạo luật Hỗ trợ nước ngoài cấm viện trợ quân sự cho các quốc gia cản trở viện trợ của Mỹ. Mỹ và Qatar mới đây đã thông báo về việc nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza Nhằm tìm kiếm các lựa chọn mới sau nhiều tháng không thể đạt được thỏa thuận mà tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra hồi tháng 5 vừa qua. Nhân chuyến công du lần thứ 11 đến Trung Đông kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Gaza hồi tháng 10 năm ngoái, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã gặp thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Nội dung chính của cuộc gặp này là nhằm thảo luận về những lựa chọn có thể tính đến vào thời điểm này và những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Sau cuộc gặp, ông Blinken nói rằng các nhà trung gian hòa giải sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán trong những ngày tới về các biện pháp chấm dứt xung đột ở Gaza và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ. Ông nói, chúng tôi đang xem xét các lựa chọn khác nhau. Chúng tôi vẫn chưa thực sự xác định liệu Hamas có sẵn sàng tham gia hay không, nhưng bước tiếp theo là tập hợp các nhà đàm phán lại với nhau. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm trong những ngày tới. Ông Blinken cho biết đã thảo luận với thủ tướng Qatar những vấn đề liên quan cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và thúc đẩy nỗ lực đàm phán không mấy thành công thời gian qua. Theo đó hai bên đang tìm kiếm một kế hoạch để Israel có thể rút quân, Hamas không thể tái thiết và để người dân Palestine có thể xây dựng lại cuộc sống và tương lai. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán. Về phần mình, thủ tướng Qatar cho biết các phái đoàn Israel và Mỹ sẽ họp tại Doha về lệnh ngừng bắn. Theo nhà lãnh đạo Qatar, các nhà trung gian hòa giải của nước này đã khởi động các cuộc gặp với đại diện của phong trào Hồi giáo Hamas trong vài ngày qua, sau khi thủ lĩnh Yahya Sinwa của phong trào này thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại giải Gaza hồi tuần trước. Thủ tướng Sheikh Mohammed nói thêm rằng các nhà trung gian hòa giải của Ai Cập cũng đang tiếp tục thảo luận với Hamas.